Em chào thầy, em chào cả lớp. Em đang đọc lại các nguyên tắc của thầy trong khi buổi sáng. Gần như các nguyên tắc em hiểu cái tựa đề của nó, nhưng ở cái nguyên tắc 23 khi thầy nói tập trung lực lượng và sở trường, nhưng đến thực tế đến bây giờ nếu em tự đánh giá em vẫn chưa tìm ra sở trường của mình được. Giống như thầy nói là tự định bản thân ở những cái bài trước em học á, là tập trung vào cái sở trường thì mạnh của mình, không tập trung vào sở đoạn. Thì cái bài về sở trường đã học chưa? Thì học ở cái bài là định vị bản thân có, nhưng em vẫn trong quá trình khoảng mấy năm nay, nhưng em vẫn chưa thể tìm ra được cái sở trường của mình. Bây giờ lấy đủ 360 độ. Thế những người xung quanh em, kể cả nịnh bợ, kể cả ga lăng, kể cả nói thật, kể cả chửi rủa, thì nó lòi ra những mặt. Một, có những lĩnh vực chắc chắn mình không làm được, vì 360 độ nó thừa nhận điều đó. Mày cầm cái mic lên chuẩn bị hát, nó bảo thôi ông ơi. Một người nói, hai người nói, khi một số lớn nói thì đó là bản chất, luật số lớn của chơi bươi xếp. Thì đừng đụng vào lĩnh vực cái nữa, vì hát không phải sở trường của bạn. Bây giờ là đang ngồi thế này, là định đối thoại với thầy Dương. Thế cả nhóm nó bảo thôi dễ đi. Đối thoại với thầy Dương ấy, phải để con Kim Anh. Nhiều lần như vậy, nhiều người như vậy, thì em tự tin rằng á, em có sở trường về mặt đối thoại đấy. Và cái mạnh nhất của tôi là khi tôi trả lời sinh viên. Đó là cái yếu nhất của toàn bộ cái lũ giáo sư. Và tôi được thừa hưởng cái đó. Tôi đã trả lời thì chúng nó cứ tham là đi mờ làm hội thảo, là diễn giải cho sinh viên, và chúng nó mê tít. Nhưng nếu tôi ngừng lại một nửa chương trình, bắt đầu tôi đối thoại với chúng nó, thì chúng nó đừng nói, thì nó sẽ mê gấp đôi cái tít đó. Thì cái người tổ chức chương trình thường sợ, bởi vì cậu suy từ cậu ra, vì đối thoại là phần khó nhất, và tôi lại là sở trường cái đó. Cho nên tôi mới thách đố thằng giảng viên nào mà đú với tôi thì mày chỉ có chết. Vậy thì sở trường cũng dựa trên thực nghiệm của mình. Gần đấy sinh viên nó thừa nhận, đồng đội thừa nhận, không có đối thủ luôn. Thì đấy là sở trường đích thị rồi. Chứ không được tự ngộ nhận về thị trường, à về sở trường của mình. Đấy. Kể cả đứa con gái tôi cũng vậy. Nó ở công ty ấy, nó làm training nội bộ rất nhiều. Và nó tự cảm thấy nó có khả năng làm giảng viên. Tao bảo nếu mày cảm thấy, tao sẽ nhường giờ cho mày thử. Đái hết ra quần, không dám. Cho nên là chưa đủ 360 độ. Cho nên chính trị cũng ngộ nhận. Vậy thì bây giờ, trước khi nói đến sở trường, thì chị có biết chị sở đoản cái gì không? Rồi nó lòi sở trường ra. Cứ làm cái gì là người ta chửi. Lý luận cái gì nữa, cụ thể thế gì nữa? Có, sở đoạn em thấy rõ. Sở trường thì khi em tập hợp ý kiến 360 độ, khi em học cái bài định vị bản thân từ thầy hướng dẫn á, em đã có để tâm để lấy những cái phản hồi xung quanh em từ tất cả mọi người gặp lần đầu hoặc làm việc thường xuyên. Em vẫn chưa rõ nét được cái sở trường, nhưng sở đoạn thì em đã có thể lấy những thứ mà nó dính đến nghệ thuật á, thì nó không phải là sở trường của em. Hoặc là về cứ dính đến nghệ thuật hoặc là thẩm mỹ, cái gì đó nó hơi thiên về gọi là vẽ vời, hoặc mặc dù bên công ty thiên về vẽ rất là nhiều, nhưng về đến cái mảng đó thì nó lại không phải là của em. Lĩnh vực trai gái thì có đạt được trình độ của Phương Oanh không? Chưa thầy. Thế thì sở trường hay sở đoản? Nói tóm lại ở lớp mình ấy, gặp thằng nào cũng giờ giải lao ra ngồi một đám ấy, trở thành tâm điểm, xong cưa cẩm trai rồi trai nó bu vào. Thế chị có thấy chị có sở trường chuyện này không? Ở đây là thầy, em phải trở thành tâm điểm, nó không có mối liên hệ gì với em ở cái khoảng đấy cả. Thì bây giờ tôi nói ví dụ thế, nếu sai thì bỏ đi. Thế tóm lại là
đi câu trai có phải là sở trường không? Chưa được đến mức độ đó, em cũng muốn câu chưa được. Nhưng mà không phải sở đoản đúng không? Sở đoản đấy nó cũng ở nằm trong sở đoản đấy này. Nên em đang tính luyện lại để chọn cái nguyên tắc nào trong cái bài tuyển dụng của thầy. Mỹ nhân. Không liên quan. Mặt lạnh lùng và giọng nói là cái thầy nó không nằm trên em. Em cũng tính đi đâu rồi nhớ lại tôi bây giờ lại phải là mặt là phải lạnh lùng, giọng nói nó phải ấn tượng. Thầy thấy cái hai điểm đấy nó còn tính dáng gì tới em đâu. Mặt em không lạnh được. Nói đùa thế thôi chứ cái chuyện trai gái mà sở trường thì bây giờ có chồng lâu rồi. Cái đấy thì có thể phải xem xét nữa. Chị này ở người Nam mà thằng Cường ở ngoài Bắc. Chỉ cần qua cái phòng room mày quan sát rồi. Mày thấy chị nói chuyện một đoạn. Thì mày thấy có chị có sở trường câu trai không hả Cường? Em thì bằng cảm quan, em không có học tập, em thấy chị có khả năng đấy ạ. Đấy, thấy chưa? 360 độ được độ rồi. Thế Kim Anh có thấy Cường nhận xét đúng không? Em không biết đúng hay sai, nhưng ít nhất mình chỉ được một phiếu chưa đủ 360 độ rồi ạ. Ừ thì ít ra là một phiếu đã, cái phiếu đó có thấy hài lòng chưa? Nó không phải sở trường của em đâu. Thế nhưng mà nghe cái ý kiến là thấy có phần đúng không? Em cũng hy vọng là có phần đúng trong đấy, nó có đâu rồi. Em cũng hy vọng em có được cái sở trường đấy. Đấy thì từ đó thì 360 độ thì tôi mới tuyên bố với em một câu đó, là em cực kỳ ngu, tức là cái chuyện ấy. Cái năng lực nghe, năng lực phân tích của em nó thuộc nhóm sở đoản cùng cực luôn. Biểu hiện ở chỗ là em không hiểu gì thằng Cương cả. Không bao giờ nó nói thật một cái gì đâu. Thế mà nó khen xong là chân tay cả ghế cứ rung bần bật. Là kêu là có một phần đúng. Mày thấy Cường, mày thấy mày đại họa của dân khéo mồm chưa? Dạ vâng ạ, qua cái lúc này em thấy rất là vui và thoải mái, vừa hào, vừa cảm thấy bộc lộ được hết rồi mình. Nhưng mà em đang nói trên cái cảm quan là phần cảm quan của người đàn ông em thấy chỉ thấy vừa có cái nét sang, có giọng nói hay mà thôi. À, có dịp mày vào Nam mày học cùng chị ấy mày sẽ thấy nó sang trọng cỡ nào, rồi giọng nó hay cỡ nào nhé. Nó học karate đấy mày, đai đen á. Tiếp xúc với chị ấy, mày cố mày giữ được cái kính không? Một nhát đi hai mắt luôn. Cho nên là học để mà tồn tại. Và chúng ta vào thị trường, chúng ta vào thị trường mới. Cả đời các bạn sống bao cấp mà bây giờ nó hội nhập quá nhanh mà không tỉnh đòn đẩy lý trí vào để quản trị lại cảm xúc, mà cứ te nhìn cuộc sống đơn giản, các bạn chết hết. Và mỗi một nguyên tắc là một bài học nặng nề luôn, không có phải nghe ai cả, không có rút kinh nghiệm gì cả. Vì đó là nguyên tắc, mà đã nguyên tắc là không linh hoạt. Đấy. Thì từng cái hành xử cuộc sống này thì người ta gọi là chương trình dạy khôn nhau. Đấy. Mà khôn này là khôn nhưng phải ngoan, chứ không phải khôn mất dạy. Vì khôn mất dạy thì cả 48 nguyên tắc nó không dạy miếng nào cả. Vì trước sau mất dạy cũng chết à. Nhưng mình không khôn khéo thì mình thua. Thế nên người ta gọi đấy là khôn ngoan. Khôn nhưng phải ngoan, ngoan mà không khôn đời mày mạt, khôn mà mất dạy đời mày bắt hết. Đấy. Cho nên là càng học bạn mới càng ngấm, ngấm đến tận cùng ấy, thì ứng dụng bắt đầu nó mới thành công được.
còn không thì là thành chọc phú kiến thức thôi. Trường Doanh Nhân PR.